bỏ Nhậm Gia Luân, Lý Nhất Đồng lên xuyên cùng với Thành Nghị trong dự án cực hot. Sau khi từ chối hợp tác với Nhậm Gia Luân, chị gái Bạch Lộc chốt đơn nữ chính phiên 3 trong phim Anh Hùng Chí. Sự việc Lý Nhất Đồng từ chối tham gia dự án Vũ Canh Kỷ nam chính nhất phiên Nhậm Gia Luân vì đoàn phim này có những hành động coi thường, thiếu tôn trọng nữ diễn viên đã khiến mạng xã hội ầm ĩ suốt một khoảng thời gian dài. Dù tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định dứt khoát trên của Lý Nhất Đồng, nhưng vài người tỏ ra khó lo lắng cho cô nàng, cho rằng nếu nữ diễn viên từ chối Vũ Canh Kỷ thì rất ít khả năng tìm được một tác phẩm có chất lượng tương đương. Thế nhưng sự xuất hiện của Anh Hùng Chí đã đập tan hết mọi nỗi lo của dân tình. Tuy hiện đại, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về giảm diễn viên, nhưng Lý Nhất Đồng gần như đã chắc suất vai phụ trong Anh Hùng Chí. Thậm chí dân tình còn soi ra được hình ảnh nữ diễn viên họ Lý có mặt trong sơ đồ nhân vật của phim. Cũng theo đồn đoán, nhân vật Lý Nhất Đồng sẽ chỉ là phiên 3. Lý Nhất Đồng hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành diễn viên đắt giá nhất nhì showbiz, từ ngoại hình cho tới diễn xuất. Thế nhưng dù đã năn lộn trong nghề bao nhiêu năm, cái tên Lý Nhất Đồng vẫn còn vô cùng mờ nhạt. Các bộ phim cô đóng cũng flop thảm thương, ngay cả khi toàn hợp tác với nam nữ có tiếng như Dương Sương hay Hứa Khai. Nói thêm về bộ Anh Hùng Chí, dự án này thuộc thể loại nam tần võ hiệp nam chủ, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tuân Hiểu, nội dung xoay quanh cuộc đời nam chính Lư Vân. Ngoài Thành Nghị, Lý Nhất Đồng, theo blogger tiết lộ, Anh Hùng Chí còn có sự tham gia của Trịnh Nghiệp Thành, Vương Thiên Nguyên, Vương Sở Nhiên góp mặt. Tuy nhiên như đã nói ở trên, do hiện tại đoàn làm phim chưa có bất cứ thông báo chính thức nào nên không thể khẳng định chắc chắn về điều gì. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!